Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 18 tháng 1, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 3 người lặn mò tìm phế liệu được cho là mất tích sau vụ nổ trên sông Cửa Lớn tại xã Tân An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tại khu vực hiện trường bên bờ sông Cửa Lớn, lực lượng chức năng phát hiện phần đầu và phần đuôi chiếc võ lãi là phương tiện của nhóm người tìm kiếm phế liệu bị vỡ vướng vào vạt rừng. Trên các tán cây mắm mọc ven sông và bãi bồi quanh đó, nhiều mảnh vật nghi từ thi thể con người cũng đã được ghi nhận. Thông tin ban đầu, vào sáng 17 tháng 1, người dân địa phương thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông Cửa Lớn, đoạn thuộc xã Tân Ân Tây, lặn mò phế liệu Đến khoảng 9 giờ 30 phút, có tiếng nổ lớn xảy ra, sau đó cả ba người đều mất tích. Nhiều nhân chứng cho biết trên các nhánh cây xung quanh hiện trường có vương vãi nhiều bộ phận được cho là của cơ thể người. Theo báo cáo bước đầu của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hiển, từ thông tin trình báo của người dân, những người mất tích được xác định là Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1982, Nguyễn Chí Hiếu, sinh năm 2008 và Tạ Văn Nhí, sinh năm 1991, cùng ngụ thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Ông Phạm Trí Hải, bí thư huyện ủy Ngọc Hiển cho biết, hiện tại chưa xác định được khu vực xảy ra vụ nổ khiến ba thợ lặn mất tích. Do nổ trên sông nên lực lượng làm nhiệm vụ phải ra tìm và kiểm tra lại. Ông Hải cho biết thêm, nguyên nhân vụ nổ chưa xác định được có phải do bình dưỡng khí oxy hay nguyên nhân khác. Trong hai ngày, lực lượng chức năng đã tiếp tục ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến vụ nổ do người dân địa phương cung cấp. Trong đó có những thông tin đáng chú ý như tủ kính, vật dụng bằng thủy tinh trong nhiều ngôi nhà cách hiện trường vụ nổ hơn 500 mét bị nứt, vỡ rơi xuống đất nên đất bị chấn động rung lắc. Căn cứ vào sức công phá của vụ nổ, nhiều người cho rằng có khả năng đây là bom đạn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ do bị tác động sai cách.